nào có vài xuống như thế này. Con thích chỗ nào con hô dùng cho chú nhé. Đây ạ. Và quân bài này chú nhìn cũng được, không sao cả, tất cả mọi người đều được. Quy bích, quy bích. Con hãy giúp chú này ủn hẳn con quy bích vào trong. Okay, chú sẽ cố gắng làm cho con quy biến mất khỏi quân bài này. Trật tự, trật tự, trật tự, đây con nhìn này, trật tự mọi người, trật tự nhá. Đấy, không hề có quy bích trong một bài luôn. Đấy, không hề luôn này. Hình ảnh Công Tuấn biểu diễn ảo thuật trên đường phố tại những nơi công cộng, nhưng lại với một phong cách độc đáo, hài hước và vô cùng gần gũi, khiến nhiều người cảm thấy quý mến chàng trai này. Chúng ta sẽ rất hay gặp Công Tuấn biểu diễn trên phố đi bộ Hồ Gươm vào những tối cuối tuần. Hoạt động này của anh đã diễn ra từ năm 2016. Anh cho rằng hạnh phúc chính là tạo được niềm vui cho mọi người. Vẻ mặt của khán giả chính là một trong những điều khiến cho ảo thuật gia này thấy tâm đắc nhất. Đây nhỉ? Ừ. Đây nhỉ? Đây khi Tết mà cũng quý bích còn ạ. Thưa quý vị, đó là những cái sân khấu rất là đặc biệt của nhiếp ảnh ảo thuật gia Trương Công Tuấn với những hình ảnh trên đường phố. Tuấn có chia sẻ gì với cái sân khấu của mình, sân khấu đặc biệt đó, không phải là những cái sân khấu nhiều ánh đèn, nhiều hào quang? Sân khấu đó là chia sẻ, tức là từ 2016 có phố đi bộ Hồ Gươm, thì mình bắt đầu rủ thêm hai người bạn nữa của mình là bạn Huy Trọng và Duy Tuấn cùng bên một cái bàn ra phố, xong đó mặc vest thật là đẹp biểu diễn cho mọi người xem, và mình cảm thấy rất bất ngờ khi mà khán giả rất đón nhận tiết mục của bọn mình. Và khán giả với những cái phản ứng bất ngờ như vậy thì cũng sẽ là một trong những cái gọi là cảm xúc cực kỳ đáng nhớ của mọi người, đúng không? Đúng rồi. Khi mà có một cái sân khấu gần gũi với khán giả này, thân thiện, và thậm chí là ngay ở trên đường phố thôi chúng ta có thể thực hiện những màn ảo thuật. Và chúng tôi cũng đang rất là tò mò, không thì tin rằng là quý vị khán giả cũng đang tò mò để muốn chiêm ngưỡng một tiết mục bảo thuật của bạn ấy. Và xin mời Tuấn sẽ bắt đầu trình diễn. Chúng ta sẽ bắt đầu với một thứ rất quen thuộc. Tô lơ khơ. Bộ bài tây. Thiết kế này với người Mỹ thì rất quen thuộc. Đây gọi là thiết kế bicycle, vì có hình thiên thần đạp xe ở giữa mặt lưng con bài. Bộ bài này không khác so với bộ bài Trung Quốc là mấy. Nó chỉ bền hơn, đẹp hơn thôi. Và bây giờ mình sẽ cần bạn chọn giúp mình một quân bài từ phần bài này. Rồi, bằng cách mình sẽ chia từ quân 1 xuống. Bạn thích chỗ nào hãy hô dừng giúp mình. Đó có thể là 9 cơ, có thể là di tép, có thể là 7 cơ, bất kỳ chỗ nào mà bạn muốn. Tức là tôi chưa biết quân bài đấy là gì đâu ạ, và tôi hô dừng. Đúng rồi. Rồi, tiếp đi ạ. Cho tôi khoảng 5 lá nữa là tôi sẽ dừng. 1, 2, 3, 4, đây. 5, 6 tép. Đúng rồi ạ. 6 tép. Bạn đã có thể dừng vào bất kỳ những quân nào trong những quân bài này. Nhưng bạn đã dừng được vào 6 tép. Và điều thú vị, đấy là quân 6 là quân duy nhất có mặt lưng màu đỏ. Wow. Thực sự kỳ diệu đúng không ạ? Wow. Thử lại lần nữa đi. Thử lại nhé, Thùy nhé. Thùy đang rất muốn thử. Vâng ạ. Cái nhạc thưa quý vị rất là hồi hộp kịch tính và mang đến cho tôi rất là nhiều những cái sự tò mò ở đây. Thực sự là tôi cũng không nghĩ là quân sau đó là màu đỏ duy nhất. Thùy đi sao? Thùy lựa chọn đi ạ. Ban nãy thì anh Công Lưu cần đến 5 con nhưng Phương Thế chỉ cần con này thôi ạ. Át dộ. Con tiếp theo cơ. Bây giờ khi nào mình bắt đầu thì chúng ta sẽ hô dừng nhé. Đấy là ví dụ thôi, Okay. Tức là mình chưa biết quân đó là gì. Đúng rồi, lần này thì sẽ không biết quân đó là quân gì. Thế thì để Phương Thí sẽ không nhìn đi. Để chúng ta sẽ tăng thêm cái sự bí ẩn cho nó. Stop. Dừng. Đây, quân bài này. Trước quân quy. Và Phương Thí đã dừng được ở quân ca cơ. Điều thú vị với quân ca cơ đến là đó là quân duy nhất màu xanh trong bộ bài màu đỏ. Wow, thật sự. Chúng ta bất ngờ. Thực sự là tôi phải có một cái sự cảnh giác rất là cao với cái gì ạ? Các ảo thuật gia, bởi vì là sẽ có thể là có những điều gì bất ngờ đằng sau đôi tay của nhà thuật gia, và tôi chăm chú nhìn bọn Tuấn từ đầu đến giờ, nhưng mà tự dưng từ một bộ bài màu xanh mà biến thành màu đỏ, thực sự là đó là bất ngờ. Chính xác, ban nãy khi mà Phương Thúy đoán là con ca cơ này sẽ xuất hiện ở đâu đó trong bộ bài trên tay của Công Tuấn cơ, thế nhưng wow, hoàn toàn khác. Một cái điều bất ngờ đó là cả bộ bài đã biến thành màu đỏ. Còn điều gì thú vị nữa ạ? Chúng tôi đang háo hức chờ đợi ạ. Tiếp theo đi. Tiếp theo đi ạ. Vâng. Đó là trò chơi nổi tiếng nhất thế giới. Rubik. Chắc hai bạn quá quen thuộc với trò chơi này rồi đúng không? Vâng.
Cách chơi trò này là chúng ta xoay lẫn lộn các màu sắc lên. Đúng rồi. Sau đó xoay về vị trí ban đầu. Và phải làm điều đó càng nhanh càng tốt. Liệu rằng là có... Khi nào mình hô bắt đầu? Hai bạn giúp mình đếm từ 1 đến 3 nhé. Chuẩn bị... Bắt đầu. 1, 2, 3. Wow. Wow. Tức là... Cho tôi mượn cái Rubik không ạ? Xem có cái điều gì xem bất ngờ có điều gì đó. Không thưa quý vị, nó cũng chỉ là xoay, cái khối... Xoay, xoay hết cái màu khối Rubik bình đó. Thường thôi. Để không... cho chúng ta thấy được rằng là một cái sự kỳ diệu khi mà những người mà xoay Rubik thì chúng ta đều biết rằng là phải qua rất là nhiều những cái công thức. Thậm chí là phải nhớ rồi thì phải đúng cái công thức cho những cái mặt hay là những cái tầng của nó. Thế nhưng không. Chỉ với 2 đường xoay thì phải. Thì bạn Công Tuấn của chúng ta đã xoay lại. À, tôi kiểm tra nãy giờ mà tôi vẫn không thấy là cái khối Rubik này nó có cái điều gì khác biệt so với khối khác. Nó cũng chỉ là khối bình thường thôi thưa quý vị. Dạ. Rất là bất ngờ. Sau khi Lưu đã xoay xong rồi, mình sẽ giải khối Rubik này lại một lần nữa. À, theo kiểu rồi. Mình lần sẽ nữa. Cần đến chiếc túi thần ski. Thần ski. Thần ski. Rất nhiều điều bất ngờ. Cho khối Rubik vào trong chiếc túi này. Và tất cả các mặt quay trở về. Oh wow. À, cho tôi kiểm tra lại cái đây, túi này. Để Phương Thí kiểm tra. Bình tĩnh. Chưa hết. Không chỉ hai bạn đâu. Mà khán giả ngồi ở nhà cũng đang nghĩ rằng trong chiếc túi này còn một khối Rubik nữa. Đúng rồi. Chính tôi cũng đoán như vậy. Nhưng mà khối Rubik trong này cũng là một khối được giải rồi. Oh wow, thế vậy là ai đã giải ta? Công Lưu có một cái câu trả lời nào không? Oh wow. Đúng là thần kỳ thưa quý vị khán giả. Nói chung là chúng ta cũng không thể nào lý giải được với các ảo thuật gia được, bởi vì là họ sẽ luôn mang đến chúng ta những điều bất ngờ. Chính xác. Nhưng mà tôi tin rằng là khán giả ngày hôm nay cũng sẽ rất là bất ngờ với những cái điều của Tuấn và cũng với con đường của Tuấn mang đến. Và khi mà Tuấn tự học, không có một cái trường lớp nào dạy mà Tuấn tự học thông qua trên mạng, rồi thông qua rất nhiều những cái kênh khác và mà cái niềm đam mê của chính mình. Chính xác, mọi người có thể thấy được rằng là những cái thao tác cực kỳ là điêu luyện và chúng ta không thấy có một cái sự nào đó tráo đổi hay là một cái trick nào đó ở đây cả. Hoàn toàn là một cái màn ảo thuật biểu diễn và chắc chắn rồi nếu như ở trên đường phố thì chúng ta cũng sẽ thấy cái sự chân thực của nó. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã mang đến cho chúng tôi những cái điều bất ngờ như vậy và chúc cho bạn sẽ luôn luôn thành công và vững bước trên con đường cùng với đam mê của mình nhé. Cảm ơn những cái điều mà Tuấn mang đến cho tất cả những khán giả trên đường phố, những người mà chúng ta di chuyển đi lại những cái màn ảo thuật miễn phí, thế nhưng mà trong đó là bằng tất cả những niềm đam mê và tình yêu của Tuấn. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều và thưa quý vị, một ngày mới chúng ta đã được lắng nghe những giai điệu âm nhạc rồi, có những điều bất ngờ rồi. Còn bây giờ đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin về thời tiết để giúp cho một lịch trình ngày mới quý vị thêm trọn vẹn.